Nếu ai hỏi tôi biết ơn gì nhất, thưa, chính là những trở ngại chướng duyên. Đời sóng gió giúp buông lòng kiêu ngạo, sớm quay về nẻo đạo biết nhu khiêm. Nếu ai hỏi điều làm tôi thất vọng, đó chính là mơ mộng đổi thay đời. Nếu tôi biết đổi chính mình quan trọng, thay cái nhìn thế giới đẹp tinh khôi. Nếu ai hỏi điều gì tôi hy vọng, ước mong mình mở rộng cõi lòng hơn. Cái tôi lớn, đất trời thu nhỏ lại, tôi bé đi, đời bát ngát yêu thương. Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát.